Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại quốc gia đã mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, góp phần kết nối tiêu thụ sản phẩm của các địa phương với các thị trường trong và ngoài nước. Sau 2 năm đại dịch COVID-19, năm nay, hoạt động xúc tiến thương mại đã có nhiều đổi mới, đặc biệt là việc tập trung tổ chức các hội chợ thương mại cấp vùng. Theo Cục Xúc tiến Thương mại, 10 tháng đầu năm 2022, với sự hỗ trợ của chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành hàng địa phương đã thực hiện trên 20 chương trình xúc tiến thương mại, giao thương, hỗ trợ gần 1.000 lượt doanh nghiệp tham gia, quảng bá sản phẩm tại các sự kiện hội chợ, triển lãm lớn tại nước ngoài với quy mô lớn, củng cố quan hệ bạn hàng cũ và tìm hiểu, khai thác cơ hội xuất khẩu mới. Ngoài ra, gần 20 hoạt động xúc tiến thương mại lớn cấp vùng tại Việt Nam cũng được thực hiện, với sự tham gia của khoảng 1.500 lượt doanh nghiệp đến từ các vùng miền của cả nước. Đặc biệt, năm nay các trung tâm xúc tiến thương mại trong cả nước đều thống nhất sẽ không tổ chức các hội chợ thương mại đơn lẻ. Thay vào đó, sẽ tổ chức hội chợ thương mại vùng theo hình thức luân phiên để gia tăng tính hiệu quả của hoạt động này. Thực ra thì đây là một cái chủ trương mà xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công Thương. Không chỉ là hội chợ mà các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ được tổ chức theo quy mô của vùng, theo quy mô của quốc gia. Điều này thì nó liên quan đến việc là thứ nhất là để nâng cao được cái hiệu quả quảng bá hình ảnh, quảng bá về thương hiệu cho các hoạt động xúc tiến thương mại của mang tính quy mô của vùng. Thứ hai nữa là phù hợp với lại những cái quy định về luật ngân sách. Có nghĩa rằng là ngân sách trung ương thì chỉ hỗ trợ cho những cái hoạt động mà mang tính là quốc gia, mang tính vùng. Trong thời gian tới thì Bộ Công Thương sẽ làm việc với lại là các địa phương để mà thống nhất được cái kế hoạch tổ chức những cái hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô vùng, luân phiên, từ là hoạt động hỗ trợ cho đến là những cái hoạt động xúc tiến thương mại khác và có tính chất là luân phiên để các địa phương đều có thể là hưởng lợi từ cái hoạt động xúc tiến thương mại này. Hội chợ nông nghiệp quốc tế Đồng bằng Bắc Bộ năm 2022 vừa được tổ chức tại tỉnh Thái Bình là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá, liên kết tiêu thụ sản phẩm đặc sản, đặc trưng, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu có chất lượng cao, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của tỉnh và các tỉnh, thành phố. Hội chợ nông nghiệp quốc tế Đồng bằng Bắc Bộ là một trong những hoạt động của chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022, được tổ chức với quy mô hơn 300 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội chợ không chỉ tạo nên hiệu quả về mặt kinh tế, mà còn là nhịp cầu kết nối để các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp vùng miền trên cả nước tăng cường các giải pháp xúc tiến thương mại, quảng bá, hợp tác, liên kết và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, đặc sản, chủ lực của các vùng miền nói chung và sản phẩm đặc sản, đặc trưng, chủ lực của mỗi địa phương nói riêng. Thì cũng như các cái trung tâm khác thôi là sẽ tham gia tất cả cái hội chợ cấp vùng. Đây là cái quy tụ, đấy là cái quy tụ cho tất cả các cái trung tâm của các tỉnh để huy động các cái doanh nghiệp trong vùng tham gia cái hội chợ vùng mang tính vùng miền thì nó sẽ rất là hiệu quả. Đây là một cái hội chợ thường niên thì chúng tôi xác định từ đầu là tất cả các năm đều tham gia. Năm nay là năm thứ 11, 12 rồi chúng tôi tham gia. Thì xác định là cái hội chợ chương trình xúc tiến trọng điểm nhưng mà mang tính chất hội chợ nông nghiệp quốc tế thì cái sản phẩm chúng tôi đưa sang đây là tập trung vào cái sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng nông sản, thực phẩm. Hội chợ thương mại lần này rất là có ý nghĩa đối với doanh nghiệp Lào, tức là để tạo cơ hội cho doanh nghiệp Lào được tham gia hội chợ lần này và được quảng bá sản phẩm, trưng bày sản phẩm cho doanh nghiệp Việt Nam được biết. Và sau này mong rằng sản phẩm của Lào sẽ được bán trong thị trường Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam sẽ tìm được đối tác của Việt Nam kết nối với nhau sang bên Lào. Kết quả ban đầu sau trưng bày sản phẩm được một ngày từ sáng đến đây ấy, thì được sự tiếp thu và cái sự quan tâm của thương nhân Việt Nam khá tốt. Hội chợ thương mại Đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết vùng, đây là một điểm nhấn mới trong ngành công thương. Những cái doanh nghiệp chúng tôi luôn luôn ý thức rằng đi xúc tiến thương mại vùng là một trong những cái điểm trọng tâm của doanh nghiệp hiện nay. Bởi vì chúng tôi muốn là cộng hưởng các sản phẩm của vùng, của Ninh Bình với các tỉnh đồng bằng sông Hồng
để làm sao lan tỏa người ta biết được cái sản phẩm, đặc biệt là cơm cháy của chúng tôi. Quan điểm của doanh nghiệp chúng tôi khi đi thị trường, đặc biệt liên kết vùng, thì ngày càng đòi hỏi là cái nhu cầu đối với người tiêu dùng càng cao. Cho nên cái nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là xây dựng cái thương hiệu sản phẩm chất lượng cao, làm sao đáp ứng được yêu cầu đối với những người có thu nhập nhập cao, để làm sao cho cái sản phẩm nó được lan tỏa và nó được coi như là đến với tay những người tiêu dùng nhiều hơn nữa. Từ đầu năm đến nay, một số hội chợ vùng như là hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên, Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản, hội chợ thương mại quốc tế tiểu vùng sông Mekong mở rộng Quảng Trị, hội chợ công thương vùng đồng bằng sông Hồng Hưng Yên, v.v. được tổ chức thành công đã cho thấy các hội chợ vùng mang lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động xúc tiến thương mại. Cái hội chợ, cái định hướng của cục và bộ là tổ chức cái hội chợ cấp vùng, thì tôi cho rằng cái như này là nó rất là hiệu quả. Thì thứ nhất là huy động được cái sức mạnh của tất cả các cái tỉnh ở trong cái vùng, từng cái vùng một, và cái thế mạnh của các vùng được giới thiệu quảng bá tại cái hội chợ, những cái hội chợ cấp vùng như thế này. Và một cái nữa là chủ động trong cái việc các cái trung tâm của các tỉnh xây dựng cái chương trình, các cái kế hoạch của mình định hướng từng năm thì nó rất là phù hợp. Thông qua cái hội chợ này là một mặt chúng tôi là khẳng định cái việc là Gia Lai đang trỗi dậy sau cái đại dịch Covid-19 2 năm qua, và cũng là một cái điều kiện cho các cái doanh nghiệp của Gia Lai và doanh nghiệp của 20 tỉnh thành trong cả nước, từ miền Bắc cho đến miền Nam, Kiên Giang, Phú Quốc, để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và gắn kết trong cái việc mà đưa các cái sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản đặc trưng của các vùng miền đến với người dân Gia Lai và đến với cái thị trường Tây Nguyên đầy tiềm năng này. Việc tập trung tổ chức các hội chợ thương mại vùng đã nâng cao hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại, cũng như tránh được sự lãng phí nguồn lực ngân sách nhà nước, vì khi tổ chức các hội chợ thương mại vùng sẽ tập trung được nguồn lực của cả quốc gia lẫn địa phương. Hy vọng rằng các hội chợ thương mại vùng tiếp tục có sự giao lưu giữa các vùng miền và mở ra nhiều thị trường cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ, góp phần hỗ trợ mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, phát triển bền vững các sản phẩm nông nghiệp cũng như các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, giúp các nhà sản xuất tiếp cận với người tiêu dùng, đối tác, nhà phân phối, thiết lập kênh phân phối tại những thị trường tiềm năng, tạo cơ hội để các doanh nghiệp củng cố và khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu.